Có việc ra Bắc công tác dịp cận Tết nên giá vé máy bay khá cao. Hai anh em Travis và Thỏ Hoàng đã phải bay đường vòng hai chặng với giá rẻ hơn. Đó là chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cam Ranh với Jetstar Pacific và từ Cam Ranh đi Hà Nội với Bamboo Airways. Cùng lúc đó, vô tình Quang Ngọc cũng bay từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội với Bamboo Airways. Và trong vlog này, mời các bạn theo dõi hành trình bay tới bến với ba chuyến bay của anh em yêu máy bay nhé. Xin chào các bạn, hôm nay thì là anh em tiếp tục đi ra ngoài Bắc có công việc công tác, nhưng mà hôm nay thì là do gần Tết cho nên vé rất là đông và anh em đã phải bay vòng. Và bay vòng như nào thì hôm nay trong cái gọi là cái mục gọi là bay tới bến như mọi lần, anh em sẽ cho các bạn thấy là đi vòng thì nó rẻ hơn bay thẳng như nào nhé. Vì có thẻ vàng của Vietnam Airlines nên Travis được làm thủ tục ở quầy ưu tiên của Jetstar Pacific và nhận thẻ mời vào phòng chờ bông sen của Vietnam Airlines. Với các bạn chưa biết thì Travis giải thích một chút nhé. Đây là chiến lược thương hiệu kép giữa hai hãng nhằm đem lại lợi ích cho hành khách. Và tại phòng chờ thì Travis ăn vài món nhẹ với cơm và thịt viên cùng giá trần nước phở do Travis tự chế và kết thúc nhẹ bữa ăn với cà phê và bánh ngọt. Hôm nay chuyến bay Jetstar Pacific đi Cam Ranh hơi chậm một chút, có lẽ do mật độ hoạt động của các chuyến bay ngày Tết đông đúc. Tuy nhiên vì đã trừ hao giờ quá cảnh tại Cam Ranh nên có trễ một chút thì khi đến nơi vẫn còn hơn 3 tiếng trước khi bay chuyến tiếp theo với Bamboo Airways từ Cam Ranh đi Hà Nội. Bây giờ thì hành khách đã lên máy bay hết, cửa đã đóng và máy bay được đẩy lùi để cất cánh đi Cam Ranh. Và máy bay cũng phải xếp hàng chờ khá lâu mới đến lượt cất cánh. Và thời gian bay do chuyến bay hôm nay là 40 phút. Sau khi cất cánh 10 phút, máy bay bay bằng. Trong năm mới này, Jetstar Pacific có thực đơn mới và mở thực đơn ra thì thấy rất nhiều món mới toanh luôn, chưa thấy trên máy bay lần nào. Không lẽ anh em phải bay riêng một chuyến để review hết thực đơn này nhỉ? Và trên chuyến bay ngắn đi Cam Ranh thì hãng không cho đặt chân số ăn nóng. Tuy nhiên thì vì mua gói tiện lợi Starter Plus nên Travis được phục vụ một hộp đồ ăn nhỏ để xem bên trong có gì nhé. Hộp này thì mới xuất hiện gần đây thôi, dành cho khách hàng mua gói tiện lợi. Bên trong hộp là một bánh mì tròn được phủ hạt hạnh nhân, một hộp bơ, túi đường nhỏ cùng bộ dao nĩa, tăm và khăn giấy. Bánh mì đã ăn với bơ thì dễ hiểu rồi, còn túi đường thì chắc là để uống cà phê hay là trà. Travis thấy thời gian bay ngắn quá nên cũng không mua thêm thức uống nóng, nên lấy đường rắc vào bơ. Gợi nhớ đến món ăn hồi bé là lấy bánh mì quết bơ Tường An ăn với đường. Tuy nhiên thì vị bơ này khác với bơ Tường An. Hôm nay Hoàng ngồi khác hàng ghế với anh Travis. Mặc dù chuyến bay ngắn nhưng Hoàng cũng mua một bịch cơm cháy, trà bông, gà để nhấm nháp. Có lẽ đây là món ăn vặt yêu thích của anh em yêu bay trên Jetstar Pacific. Máy bay hạ cánh không lâu sau đó. Bay Nha Trang thì chỉ ngồi một chút thôi là hạ cánh rồi. Và thời tiết tại sân bay Cam Ranh nắng đẹp, gió mát mẻ và không hề nóng một chút nào. Hai anh em lấy hành lý và đợi đến giờ bay chuyến bay tiếp theo với Bamboo Airways. Và sau khoảng 40 phút bay thì hai anh em đã có mặt tại sân bay Cam Ranh và đáp rất là đúng giờ, và chuyến bay tiếp theo của hai anh em sẽ là 16:40 với Bamboo Airways. Và bây giờ thì anh em chỉ có việc là đợi tới giờ bay thôi. Và đối với những cái chuyến bay nối chuyến nội địa như này này thì là mình khuyên các bạn là nên để giãn cách giữa hai chuyến bay ít nhất là 3 tiếng.
Nhưng mà tuy nhiên mà để cho thoải mái hơn thì là 4 tiếng vẫn là một cái khoảng thời gian nó đẹp hơn, bởi vì mình đề phòng là ví dụ như trong mùa Tết này đi thì là cái mật độ ở sân bay, thứ nhất nhiều khi nó cũng hơi căng, và nhiều khi cái chuyện mà xếp hàng không ở trời để cất cánh không á thì nó cũng đã rất là mất thời gian rồi. Và bây giờ thì là trong cái chuyến này anh em đã bay vòng vèo như thế nào để giá vé rẻ hơn bao nhiêu thì các bạn xem một cái đoạn clip ngắn sau này nha. Nói qua một chút về giá vé nhé. Cận Tết từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội là vé khá đắt đỏ, rẻ rẻ thì chừng gần 2 triệu đồng một chiều mà chưa có hành lý suất ăn. Bay hàng không giá đủ thì hơn 2 triệu đồng cho một chiều, thậm chí là đắt hơn nếu ngày đẹp và giờ đẹp hoặc ngày cận Tết. Vì lý do đó mà hai anh em Travis và Thỏ Hoàng đã chọn bay vòng với một chặng Jetstar Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cam Ranh với giá vé chỉ 55.000 đồng, cộng thuế phí vào là 455.500 đồng. Vì có nhu cầu riêng nên Travis mua thêm gói tiện lợi Starter Plus giá 350.000 đồng để tích lũy dặm bay Vietnam Airlines vào tài khoản bông sen vàng. Gói này bao gồm hành lý 20kg, nhưng Travis có thẻ vàng nên dù có mua gói này hay không thì vẫn được tiêu chuẩn ưu tiên một kiện 23kg theo chính sách của Vietnam Airlines. Chính sách thương hiệu kép của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đem lại lợi ích này cho hành khách. Đối với chặng còn lại từ Cam Ranh đi Hà Nội, Travis vô tình tìm được vé rẻ của Bamboo Airways. Giá vé Bamboo Eco khi ấy chỉ 299.000 đồng, cộng thuế phí là 779.000 đồng. Vé này chưa có hành lý ký gửi, nhưng vì Travis có thẻ First của Bamboo Airways nên vẫn được cộng thêm tiêu chuẩn 20kg hành lý ký gửi. Tổng cộng giá vé là 1.639.000 đồng cho hai chặng, vẫn rẻ hơn nếu bay thẳng và kèm hành lý. Nếu không mua gói tiện lợi của Jetstar Pacific thì giá vé tổng cộng hai chặng chỉ là 1.289.000 đồng. Travis và Hoàng mua vé 5 ngày trước khi bay. Các bạn lưu ý là giá vé bay không cố định, các mức giá trên đây chỉ là tham khảo vào một thời điểm nhất định. Để tìm giá vé, các bạn lên thẳng trang web của hãng để tham khảo nhé. Tuy nhiên, đây là một lựa chọn nếu như bay thẳng trong mùa Tết giá quá cao. Và càng cận Tết thì vé càng đắt, nên các bạn nên chủ động mua vé sớm nhé. Và hãy tận dụng các đường bay địa phương, các đường bay ngách không đông đúc. Và sau khi mà anh em đến Cam Ranh xong thì cũng nhận được tin là Quang Ngọc cũng đang ở sân bay Buôn Ma Thuột. Và từ sân bay Buôn Ma Thuột thì Quang Ngọc cũng bay ra Hà Nội luôn. Thì giờ bay của anh em nó cách nhau khoảng 30 phút thôi, thì Quang Ngọc sẽ xuống trước Hoàng và Travis là 30 phút. Và để cho cái trải nghiệm nó thêm phần phong phú thì hôm nay nhân chuyến này luôn thì là anh em sẽ làm trải nghiệm kết hai chuyến bay. Đó là chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đi Hà Nội của Quang Ngọc và chuyến bay từ Cam Ranh đi Hà Nội của Travis và Hoàng. Thì chúng ta hãy thử gọi Quang Ngọc xem là anh chàng đang làm gì ở sân bay Buôn Ma Thuột nha. Rồi sao đang ở sân bay chưa? Em ở bay sân bay. Chà, có con GoPro xịn nha. Có GoPro quay, ráng quay cho đẹp nha. Rồi, thế bây giờ các bạn cùng xem là Quang Ngọc trong chuyến bay này, Quang Ngọc sẽ đang làm gì ở sân bay Buôn Ma Thuột nha. Rồi, bây giờ nhường lời lại cho Quang Ngọc. Hey, chào buổi trưa mọi người. Trong khi anh Travis và anh Hoàng đang có mặt ở sân bay Cam Ranh, chúng ta đã chuẩn bay với Bamboo Airways từ Cam Ranh đến Hà Nội, thì Ngọc sẽ đáp chuyến bay với cũng với Bamboo Airways, chuyến bay mang số hiệu QH1404 từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội. Thật ra thì mình và anh Phương cũng chỉ vô tình bay cùng giờ về đến Hà Nội thôi. Thật ra vì mình vừa có kỳ nghỉ ngắn tại thành phố Buôn Ma Thuột này. Thì phải nói Buôn Ma Thuột là một thành phố rất nhiều cây, không khí vô cùng trong lành, không hề nóng tí nào. Rất thích hợp cho kỳ nghỉ ngắn cuối tuần. Ok, bây giờ mình vào trong nhà chờ và làm thủ tục vậy nhé. Phải nói sân bay Buôn Ma Thuột là sân bay khá là nhỏ xinh, tuy nhiên với trưng bày trang trí cho đón Tết đến này rồi. Chuyến bay của mình hôm nay là chuyến bay QH1404 sẽ khởi hành lúc 16:15. Ok, mình đã ký gửi xong hành lý, check in xong và đã lấy được boarding pass rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm thủ tục an ninh để vào phòng chờ nhé. Hôm nay ghế ngồi của mình sẽ là ghế 14A.
mình đã có mặt trong phòng chờ của sân bay Buôn Ma Thuột. Phải nói rằng đây là một sân bay khá thân thiện về giới chủ hành máy bay cũng với những người yêu máy bay. Bạn có thể thấy phía sau đây, sân bay phòng chờ có góc nhìn thẳng ra sân đỗ, và phía sau mình là chiếc máy bay Airbus của Bamboo Airways. Nói qua một chút về sân bay Buôn Ma Thuột, đây là sân bay nội địa trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Sân bay thì khá nhỏ nên bên trong sảnh chờ cũng chỉ có một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm và hai nhà hàng nhỏ phục vụ nhu cầu ăn uống của hành khách. Do không có nhu cầu nên sau khi làm thủ tục check-in và ký gửi hành lý, Ngọc quyết định di chuyển luôn ra cửa khởi hành để ngắm khung cảnh sân đỗ và máy bay. Sau đó, hành khách được đi bộ thẳng từ nhà ga ra tàu bay. Đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể trực tiếp ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của sân bay. Tàu bay khai thác cho chuyến bay hôm nay là Airbus A320neo mới con mang số hiệu đăng bạ VNA599 mới được đưa vào khai thác từ tháng 12 vừa qua. Tàu bay A320neo này có 8 ghế hạng thương gia với sắp ghế 2-2 và 162 ghế hạng phổ thông được sắp theo cấu hình 3-3. Tại túi ghế phía trước hạng phổ thông đã có sẵn bảng hướng dẫn an toàn bay và tạp chí lúc của Bamboo Airways. Ngoài ra, tàu bay này còn được trang bị hệ thống giải trí không dây AirFi và màn hình giải trí chung được gắn phía trên mỗi hàng ghế. Trong khi đó, tại sân bay Cam Ranh, Travis và Thảo Hoàng bắt đầu đến giờ làm thủ tục cho chuyến bay từ đây đi Hà Nội cùng với Bamboo Airways. Vì có thẻ First nên quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng và cả hai được mời vào phòng chờ hạng thương gia. Tại đây, anh em sử dụng phòng chờ The Charm. Chi tiết trải nghiệm phòng chờ này như thế nào, các bạn xem lại vlog yêu máy bay số 241 nhé. Rồi sau khi ăn uống rất là no nê, phải nói là no. Quá no. Bây giờ lên máy bay có ăn ăn nổi không? Thì hãng nó phục vụ mình phải ăn để động viên các bạn. Rồi, đúng không? Đây là chuyện hình không biết là cái này gọi là vlog bay tới bến hay là ăn tới bến nữa, ăn quá trời ăn luôn. Thế thôi giờ hai anh em lên máy bay rồi nha. Đây và hôm nay sẽ được bay với tàu bay mang màu sơn đặc biệt 1 triệu khách đầu tiên của Bamboo Airways First Million và kỷ niệm chuyến bay thứ 10.000 của Bamboo. Hành khách lên máy bay thông qua ống lồng thông báo lên máy bay được gọi 10 phút trước giờ ghi trên thẻ lên máy bay. Có lẽ vì vậy mà máy bay khởi hành sớm hơn giờ dự kiến. Sau khi máy bay ổn định độ cao, các tiếp viên bắt đầu phục vụ suất ăn cho các hành khách. Trong giờ bay giữa bữa này, Bamboo Airways phục vụ hành khách một chai nước suối và một ổ bánh mì bên trong có kẹp thịt nguội và xà lách. Món bánh mì kẹp có hương vị khá ổn và cá nhân mình thấy suất ăn này là vừa đủ cho một chặng bay ngắn vào giờ giữa bữa. Sau khi dùng bữa, mình tranh thủ khám phá hệ thống giải trí không dây. Tuy không quá đa dạng, nhưng hệ thống giải trí này cũng được cập nhật với một số bộ phim, TV show mới của quốc tế cũng như Việt Nam. Mình quyết định bật một album nhạc của Đà Lạt để thưởng thức và ngả lưng ghế nghỉ ngơi. Chợp mắt được khoảng 20 phút thì cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị giảm độ cao nên mình đi rửa mặt cho tỉnh táo. Phải nói rằng so với các tàu bay A320 cũ mà mình từng trải nghiệm thì nhà vệ sinh trên chiếc A320neo này có diện tích nhỏ hơn đôi chút nhưng vẫn được trang bị đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ.
Cùng lúc đó, ở một góc trời khác, máy bay chở Travis và Thỏ Hoàng đang bay qua những áng mây trôi bồng bềnh giữa lúc mặt trời bắt đầu lặn rất là đẹp. Lúc này, các tiếp viên cũng bắt đầu phục vụ bữa ăn nhẹ cho hành khách. Và đây là khay ăn phục vụ khách hạng phổ thông cho chuyến bay từ Cam Ranh đi Hà Nội, xuất phát vào khung giờ 16:40. Khay ăn gọn gàng gồm có sữa chua tráng miệng và một phần ăn được hâm nóng được để trong hộp nhôm. Các thức uống như nước suối, Pepsi, trà, cà phê cũng được phục vụ kèm. Để xem bên trong hộp nhôm này có gì nhé. Bên trong thì có món bánh nóng nhân thịt gà. Món bánh này được phục vụ nóng nên cũng khá hấp dẫn. Travis và Thỏ Hoàng kết thúc nhanh bữa ăn nhẹ với sữa chua và trà nóng. Phần còn lại của chuyến bay, hai anh em tranh thủ ngủ ngắn một giấc vì đã quay vlog trải nghiệm chuyến bay và phòng chờ liên tục từ 10 giờ sáng đến giờ rồi. Chúng ta hãy quay trở lại với chuyến bay của Quang Ngọc xem bạn ấy đang làm gì nhé. Khi máy bay giảm độ cao thì cũng là lúc mặt trời dần lặn. Phía dưới làn mây, khung cảnh Hà Nội thân quen dần hiện ra bên ngoài ô cửa sổ. Trái với Ban Mê Thuật đầy nắng ấm, trời Hà Nội hôm nay dường như khá âm u do ảnh hưởng của gió mùa. Máy bay nhẹ nhàng đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 18 giờ. Mình di chuyển luôn ra băng truyền hành lý số 5 để lấy hành lý đã ký gửi từ đầu chuyến bay và chờ anh Travis và anh Hoàng trên chuyến bay từ Cam Ranh sẽ hạ cánh trong 30 phút tới. Hoàng chạy ra coi thử băng kiện số mấy Hoàng? Cam Ranh QH1406 số 3. Ok. Priority có khác không? Đó, priority ưu tiên có khác. Ra ngay và luôn. Ra nhanh đến nỗi mà không kịp, không kịp lấy. Không chưa? Đây thì ra bây giờ đi tìm Quang Ngọc. Quang Ngọc không biết là đang đợi chỗ nào rồi. GoPro xịn thế, xịn quá. Đây giờ ba anh em hẹn nhau đi qua T2 để ăn tối, sau đấy là sẽ đi về trung tâm xem đá bóng. Đây anh em thì đã ăn xong rồi, bây giờ mọi người về về đi bắt cái xe 86 mới được. Đúng rồi. 86 về ga Hà Nội. Đấy bây giờ không biết là về thì chắc là không kịp xe đá bóng rồi, nhưng mà có thể là vẫn theo dõi những bước chân của đội tuyển qua mạng vậy. Và nếu các bạn thích video này đừng quên cho ba anh em một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Đây, xin chào các bạn. Thì là cũng định về khách sạn định nghỉ rồi. Thế nhưng mà thôi thì tiện thì trong cái video này luôn thì là review cho các bạn cái phòng khách sạn mà Travis mà đặt ở Hà Nội trong 2 đêm mình công tác ở đây trước khi mình đi tiếp Lào Cai ha. Cái phòng này cũng khá là xinh thôi, ở ngay Hàng Bông, là cái chỗ mà trung tâm của Hà Nội luôn, rất là nhộn nhịp. Và đây cái phòng này rất là nhẹ nhàng, có một cái giường. Ở đây chỉ có một mình Travis ngủ thôi, chứ còn Hoàng thì ở nhà người quen rồi. Đây, dưới đây có cái dép thì chắc là mình lấy cái dép ra mình đi trước rồi mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn ha. Đấy. Ở trên đây giường ngủ thì là đây có ổ cắm, thì Travis rất là thích những cái khách sạn giường ngủ mà có ổ cắm như thế này đó, để mình tối mình xài điện thoại, mình chơi điện thoại chứ đi ngủ rất là tiện luôn ha. Đây thì cái giường này là giường cho hai người, nhưng mà thôi cho biết ở một người thôi, thật ra ở cái này một người này là cũng ok rồi. Đây có một cái tivi và đây không gian được chia ra rất là hợp lý, vẫn có cái khoảng không để tivi, nhưng mà bên này là có một cái bàn và cái bàn này ngồi làm việc đấy, cũng rất là dễ chịu. Để lát nữa xem có cái ổ cắm nào gần đây để mình cắm máy tính không. Trên đây thì có hai chai nước miễn phí, trà và cà phê miễn phí. Đây nói chung là đây có một gói cà phê, một gói trà. Đây là cái tủ quần áo, bên này dưới có két sắt và đây là có cái máy sưởi nè và máy sấy tóc, giấy vệ sinh. Bên dưới này thì có một cái tủ lạnh, đồ này chắc là đồ tính tiền, nhưng mà tuy nhiên cũng có đầy đủ là bia, nước ngọt và nước suối nếu mà mình cần ha. Trong buồng tắm, buồng tắm đây thì cũng nhỏ gọn nhưng mà được thiết kế rất là tối ưu không gian. Đây có cái đồ mỹ phẩm nhưng mà mình không dùng ha, mình mang đồ của mình rồi.
cái ly sứ khá là đẹp, gốm bát tràng. Đấy, bên đây là cái buồng thấm kính nè. Đấy, buồng thấm kính có vòi hoa sen, và bên đây là cái buồng cầu. Và ở đây thì các bạn thấy là cái buồng tắm nó có bức kính trong suốt, anh nhìn ra ngoài kia thì nó giúp cho là không gian nhìn phòng nhìn rộng hơn. Tuy nhiên nếu các bạn muốn sự riêng tư thì đây là có cái rèm đây để mình kéo xuống rồi. Tuy nhiên thì ra clip ở một mình nên là cũng không sợ ai nhìn thấy, nên là cũng không có vấn đề gì hết. Đây cho các bạn xem qua căn phòng một lần nữa. Và đây, nếu các bạn thích video này đừng quên cho video bài một like, subscribe và share nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn, ra clip bắt đầu mở máy ra và lại tiếp tục làm vlog đây.